chơi đi. Rồi hai anh em chơi xe đua nghe. Đó. Xe nào Thái rồi. Đây em phụ cho. Rồi đụng nó rồi. Đừng cứ lắc nhiều nữa hả. Chạy ngay cái đường này nè. Đúng rồi đó, né xe vậy đó Sơn Hà đó, anh chơi được kìa. Sơn Hà đừng có che. Đừng có che, anh không thấy. Chị xe rồi, Sơn Hà che là thôi rồi. Đúng rồi. Rồi tới Sơn Hà. Rồi tới Sơn Hà, Sơn Hà chạy đi. Anh chỉ cho em đi. Rồi. Né chướng ngại vật đi con. Đúng rồi. Nghe bẻ qua bẻ lại mà. Đúng rồi, né, đúng rồi, dạ. né ra. Được hai lần rồi, được hai lần rồi. Ừ, né ra, đúng rồi, né. Ôi dữ luôn, qua xe. Cứ thương luôn. Rồi né, đúng rồi. Giỏi quá, Sơn Hà giỏi quá ta. Sơn Hà hơi chậm. Nhưng mà cũng biết. Rồi, anh hai chơi đi. Hay không sao không? Dạ này hay nè, giống như giống như chơi game vậy phải không? Dạ nhưng mà nó không có tiêu UV. Đúng rồi. Thì nó không có sáng mà. Thì nó không có màn hình cảm ứng. Cái này là để kéo cái hình. Đúng rồi, chơi cái này tốt hơn là chơi điện bằng điện thoại đúng không? Này là cái dây nè. Anh em chơi đua xe đã. Bẻ qua bẻ rồi. Thua chưa? Cái nào thua? Cái nào thua? Ủa sao ngày vượt lên được 4 cái luôn rồi. Ghê quá, ta. Giỏi ta. Ghê giỏi. Trời ơi ghê vậy. Có thành phi nghiệp luôn rồi. Vô địch rồi. Anh được sẽ hạ được nhiêu ta? Thế nào? Mấy điểm? Có điểm không con? Không có. Nhà nãy giờ là được 3 trận là thắng liên tục. Rồi hai anh em mấy ban bà cô chú đi. Tạm biệt cô chú. Nay xem nhà review muốn được chơi xe đua nha cô chú. Rồi tạm biệt cả nhà mình nha.